Thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 13, đến đầu tháng 8 năm 2022, tất cả 63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Trong đó, Đà Nẵng cùng với Hà Nội và Thanh Hóa là 3 địa phương thành lập sớm nhất. Tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực được Thành ủy Đà Nẵng xác định là biện pháp quan trọng để góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Theo chủ trương của Trung ương, từ tháng 5 năm 2022, Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được thành lập. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác. Đến nay, sau hơn một năm hoạt động, Ban chỉ đạo đã tổ chức nhiều phiên họp, qua đó nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp được tập trung chỉ đạo xử lý nhanh chóng, kịp thời. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tồn đọng, nổi cộm được tập trung giải quyết đúng pháp luật. Bản chất và yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là phải gắn với công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bản chất cũng là một trong những giải pháp để chúng ta làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, và làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thì góp phần phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng một cách có hiệu quả. Mới đây, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại hội nghị, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều kết quả tích cực, nhiều cách làm sáng tạo, nhất là công tác tổ chức triển khai tuyên truyền và nề nếp trong việc tổ chức các phiên họp của Ban chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo. Trên nóng, dưới cũng đã nóng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo Trung ương. Vì vậy, cần tiếp tục hoạt động nền nếp, bài bản, thực chất, theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Hiệu quả công tác ngày càng cao, bảo đảm thực chất có kết quả cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức. Khi phát hiện thấy sai phạm thì phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính của nhà nước, toàn thể, ra rồi mới đến xử lý hình sự. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương phải luôn luôn gương mẫu, quyết liệt, tự soi tự sửa, nói đi đôi với làm, trực tiếp làm chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực. Muốn thế, mình phải sạch đái thì mới làm được. Mình phải gương mẫu, mình đừng vướng bận vào cái gì thì mới có thể làm được. Chứ mình đã vướng vào rồi thì thưa các đồng chí, người ta bảo há miệng mắc quai. Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người, ai người ta chịu. Cho nên bản thân mỗi chúng ta phải giữ gìn trong sạch cái đã thì mới nói được người khác. Phòng chống tham nhũng tiêu cực là cuộc chiến hết sức khó khăn, phức tạp. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nhất định tham nhũng tiêu cực sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi. Tinh thần ấy đã lan tỏa từ Trung ương đến mỗi địa phương. Và đây cũng được xác định là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.